4 năm sau khi bố tướng qua đời, Marcus vẫn đang là người bảo hộ cho sát muội. Marcus vẫn hàng ngày đưa người cháu gái đến trường, nhưng ngay khi ông rời đi, sát muội lại bắt taxi về nhà. Cô bé đã hack vào mạng của nhà trường để điểm danh cho mình. Sau đó, cô bé trở về rồi tiếp tục tập luyện để làm siêu anh hùng. Còn Kick-Ass đã từ bỏ việc trở thành một siêu anh hùng vì nó quá nguy hiểm, và giờ đã mọc lên rất nhiều siêu anh hùng để thay thế Kick-Ass. Nhìn những siêu anh hùng mới nhú được mọi người chú ý đến, anh vô cùng buồn, và giờ anh đã quyết định quay lại để siêu anh hùng Kick-Ass không bị lãng quên. Rồi sáng hôm sau, anh đã đến tìm sát muội để cùng nhau tập luyện. Hai người họ cùng nhau chăm chỉ luyện tập để cải thiện kỹ năng. Kick-Ass to lớn, nhưng anh thường xuyên bị sát muội bón hành trong các buổi tập, nhưng anh không hề tức giận, thay vào đó là một cảm giác thích thú. Chính nhờ sự quyết tâm đó, Kick-Ass đã tiến bộ rất nhanh, và giờ hai người họ chính thức quay lại làm một siêu anh hùng thực thụ. Nhưng chuyện sát muội trốn học cũng không thể giấu được lâu. Marcus cũng đã phát hiện cô bé không hề ở trường trong những tiết học, nhưng ông không hề tức giận và đã nhẹ nhàng khuyên sát muội. Sau đó, sát muội lại đến gặp Kick-Ass để làm nhiệm vụ đầu tiên, rồi Kick-Ass sẽ phải hóa trang thành một người đàn ông nhiều tiền để làm bẫy dụ mấy tên người xấu chuyên đi chấn lột người đi đường. Rất nhanh đã có một đám côn đồ gần đó chuẩn bị cắn câu, sau đó chúng đã bám theo để tìm cơ hội chấn lột anh. Anh cũng đã tính trước rồi dẫn đám người bọn chúng đi vào một ngõ cụt, rồi ngay sau đó chúng đã giở trò và uy hiếp anh. Kick-Ass cũng không chần chừ rồi bắt đầu tấn công chúng. Anh có khởi đầu khá thuận lợi, nhưng rồi anh vẫn bị chúng đánh tơi tả. Cũng may sát muội đã kịp thời đến đó để cứu Kick-Ass, và cũng chỉ vài đường cơ bản là cô bé đã hạ được hết bọn chúng. Sau đó hai người vội trở về nhà trước khi Marcus phát hiện ra, nhưng cô bé vẫn sơ ý để lại một vết máu trên cổ. Với con mắt tinh tường, rất nhanh Marcus cũng đã phát hiện ra, rồi ông đã khuyên cô nên từ bỏ ý định làm siêu anh hùng giống bố đi. Sau một hồi suy nghĩ lại, và sát muội cũng đã đồng ý từ bỏ sự nghiệp này. Rồi sáng ngày hôm sau, cô bé cũng đã đến trường học và thông báo cho Kick-Ass, và cô đã quyết định từ nay sẽ không quay trở lại làm siêu anh hùng nữa. Kick-Ass đã ra sức khuyên ngăn nhưng không thể thay đổi được quyết định của cô. Cảnh nói chuyện của hai người đã bị bạn gái của anh thấy rồi nổi cơn ghen. Sau đó cô đã nói ra những lời cay đắng rồi chia tay Kick-Ass. Còn Sưng Đỏ, sau khi bố chết anh đã lên nắm quyền, anh đã đổi biệt danh của mình thành Chim Đen và thề sẽ trở thành một tên siêu trùm tội phạm độc ác hơn bố mình. Sau khi khiếu sát muội, Kick-Ass vẫn tiếp tục làm một anh hùng đường phố, nhưng anh chỉ có một mình và vô cùng cô đơn. Sau đó anh đã lên mạng rồi tìm kiếm cho mình một người đồng đội mới. Anh ấy là một tiến sĩ vật lý có tên là Gravity, và hai người họ cũng đã chiến đấu cùng nhau trong buổi đầu tiên gặp mặt. Đúng là hai người mạnh hơn hẳn. Chẳng mấy chốc đám người xấu kia đã phải bỏ chạy mất dép. Còn bên này, Chim Đen cũng bắt đầu tập tành trở thành người xấu. Do mới bắt đầu nên cậu cũng chỉ dám cướp ở tiệm tạp hóa nhỏ lẻ. Sau khi có chiến lợi phẩm, Chim Đen lập tức lên xe rồi bỏ chạy. Sáng hôm sau, Kick-Ass đã đến để gặp siêu anh hùng Gravity tối qua. Sau đó anh ấy đã dẫn Kick-Ass vào trụ sở của nhóm mình, nơi đây đầy rẫy những siêu anh hùng mới tập tệ vào nghề, và những người họ đến đây đều là để trả thù và làm việc tốt. Nơi đây còn có cả một phòng họp bí mật cho nhóm của họ. Kick-Ass vô cùng thích thú với nơi này và đã đồng ý tham gia cùng với họ. Còn bên này, tên Chim Đen đã mạnh dạn đầu tư thuê hẳn một võ sĩ quyền anh về làm huấn luyện viên cho mình, để cậu trở thành một tên trùm mạnh nhất mọi thời đại. Còn bên này, sát muội đã bị đám bạn rú rỗ đi tập nhảy. Cô cũng bắt đầu ăn mặc hở hang hơn trước rất nhiều. Nhìn đám bạn của cô nhảy, cô vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng đến lượt cô nhảy, những người khác còn bất ngờ hơn. Sát muội lấy những chiêu võ của mình làm một bài múa. Huấn luyện viên cũng khá thích thú với bài nhảy của sát muội. Mọi người cũng vô cùng ngưỡng mộ với thành viên mới này. Nhưng người bạn của cô thì lại quay ra ghen tị. Sau đó, Kick-Ass lại đến tìm sát muội. Anh vẫn như cũ và vẫn khuyên sát muội quay trở lại làm siêu anh hùng. Anh ra sức thuyết phục cô bé gia nhập với hội của mình, nhưng cô đã hứa với Marcus và bây giờ cô không thể quay lại. Anh đành chấp nhận để cho sát muội rời đi. Tối đến, anh vẫn tiếp tục tập hợp với nhóm của mình. Hôm nay họ sẽ tấn công vào một sòng bạc để tiêu diệt vài tên tội phạm. Thật dễ dàng để họ đánh bại được tên gác cổng to béo. Rồi họ cùng nhau tấn công vào đập tan bàn bạc. Những tên đại gia này không có chút võ nghệ nào liền bị họ tiêu diệt. Họ đánh chúng như đang tập luyện với những bao cát. Thoáng chốc họ đã tóm gọn được hết đám tội phạm này, và họ đã thành công giải cứu được những cô gái đang bị chúng giam giữ. Mọi người khá vui mừng vì nhiệm vụ đã thành công tốt đẹp. Bên này, Chim Đen cũng đã biết Kick-Ass đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Hắn và đồng bọn bắt đầu bàn một kế hoạch để chiêu mộ những người có tài thành một băng đảng tội phạm to lớn. Còn nhóm của Kick-Ass vẫn đang từng ngày phát triển, càng ngày càng có nhiều người đến xin gia nhập để làm việc tốt. Còn sát mỗi lúc này đã trở thành một cô gái dịu dàng. Hôm nay sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của cô bé. Bạn trai của cô đến đón rồi đưa cô đến một khu rừng vắng. Nhưng khi đến nơi thì cô vô cùng thất vọng vì bạn trai đã đem cô ra làm trò đùa với đám bạn của hắn, rồi chúng bỏ đi để cô ở lại một mình ở giữa rừng hoang. Cô vô cùng căm hận rồi một mình đi bộ về nhà. Sau đó cô đã lén lút trèo từ cửa sổ vào để gặp Kick-Ass. Cô vô cùng buồn bã rồi nói ra hết những thứ trong lòng mình. Kick-Ass nghe xong cũng chỉ biết khuyên cô hãy trở về làm chính mình, hãy quay về làm một anh hùng để không ai có thể bắt nạt được mình nữa. Và giờ cô bé cũng đã biết mình phải làm gì. Hôm sau, cô trang điểm ăn mặc lồng lộn để khiến bao chàng trai phải ngước nhìn, rồi đi đến tìm những đứa hôm qua đã trêu đùa mình.
và làm cho chúng nôn mửa chảy ra quần. Chắc hẳn giờ chúng không còn mặt mũi nào để tự tin về nhan sắc của mình. Còn lúc này bố của Kick-Ass cũng đã phát hiện con mình là siêu anh hùng. Ông bắt đầu trách móc vì suốt ngày anh chỉ biết đi đánh nhau. Kick-Ass không thể chịu được vì ông ấy nói quá nhiều. Sau đó anh đã cuốn gói quần áo và bắt đầu bỏ nhà đi bụi. Còn lúc này tên chim đen cũng đã tập hợp được những người mong muốn. Rồi chúng kéo đến trụ sở của đội siêu anh hùng. Và lúc này cũng chỉ còn có một mình đại tá ở đây. Ông không địch lại được số đông và đã bị chúng đâm cho một phát. Rồi chúng bắt đầu đập phá nơi này. Thấy không còn ai để giết chúng mới chịu rời đi. Sau sự việc này các siêu anh hùng đã tụ tập lại với nhau. Rồi họ bắt đầu thảo luận để tìm ra hung thủ giết chết đại tá. Còn bọn chúng lúc này vẫn đang lộng hành khắp mọi nơi. Chúng tìm đến nhà của một thành viên trong nhóm siêu anh hùng, rồi bắt đầu phá cửa để vào nhà truy sát cô gái đó. Cô đã tấn công nhưng không thể nào địch lại số đông bọn chúng. Chúng còn dám đốt cả bình ga làm nổ tung xe của cảnh sát. Xe cảnh sát nào chạy đến là chúng đều giết chết hết. Họ kéo đến càng ngày càng đông nhưng cũng không thể ngăn cản chúng. Đến khi hành sự xong chúng liền rời khỏi hiện trường. Cảnh sát cũng đã điều tra nhưng không có kết quả vì tất cả bọn chúng đều đeo mặt nạ và họ không thể phát hiện đó là ai. Sau đó họ đã phát động một cuộc vây bắt quy mô lớn. Họ sẽ bắt tất cả những người đang đeo mặt nạ kể cả đó là siêu anh hùng. Đến một người mang tiếng là siêu anh hùng như Kick-Ass họ cũng đến điều tra. Nhưng chỉ có một mình bố của cậu là đang ở nhà. Đến khi Kick-Ass trở về thì thấy cảnh sát đã đứng đầy nhà mình. Và bố cậu đã tự nhận mình là Kick-Ass để bị bắt thay con trai mình. Mọi chuyện lúc này đã vượt quá xa tầm kiểm soát của Kick-Ass. Sau đó anh đã điện cho sát muội để nhờ sự giúp đỡ, nhưng lúc này sát muội đang bị Marcus cấm đi ra khỏi nhà. Vậy là người đầu tiên cậu tìm đến đã không thể giúp gì cho cậu. Lúc này đám người của chim đen đã biết tin người vừa bị bắt chỉ là bố của Kick-Ass. Sau đó chúng đã gài hai tên tội phạm vào trong nhà tù để giết bố Kick-Ass, rồi quay phim lại và gửi cho Kick-Ass. Đến khi Kick-Ass thấy bố mình đã chết và anh hoàn toàn suy sụp, vậy là giờ Kick-Ass đã trở thành một đứa trẻ mồ côi và giờ Kick-Ass đã chính thức từ bỏ làm một siêu anh hùng. Sát muội cũng đã đến để chia buồn cùng với anh trong buổi tang lễ, nhưng đột nhiên từ đâu xuất hiện một đám người tấn công bọn họ. Chúng bắn súng phóng lựu khiến sát muội bay văng vào cột bê tông. Những người cảnh sát cũng bị chúng bắn chết không thương tiếc. Chúng giết chết hết mọi người và chỉ giữ lại rồi bắt Kick-Ass đi. Nhưng may mắn sát muội vẫn sống sót và đuổi theo để cứu Kick-Ass. Cô nổ súng xuyên qua nóc xe giết những tên bên dưới. Chúng bắt đầu phản công và may mắn sát muội đã né được những viên đạn đó. Và cô đã thành công vào được bên trong khống chế được tên cuối cùng. Rồi họ đưa hắn ta đến một bãi đất trống và bắt đầu tra hỏi. Hắn là vua lì đòn và không chịu khai dù chỉ một lời. Nhưng sau khi ăn một phát tát vào mồm thì hắn cũng đã chịu khai. Sau khi biết được ý đồ của chúng, cô liền điện cho Marcus để thông báo. Chúng đang thu nạp một đội quân và đang chế tạo một quả bom để chúng cho nổ tung và biến thành phố này thành một đống đổ nát. Sau đó cô đã thông báo với Marcus là mình sẽ quay trở lại làm anh hùng. Rồi cô cùng với Kick-Ass đi đến xào huyệt của bọn chúng. Đúng lúc chim đen đang tự tin vì họ chỉ có hai người thì đằng sau một đoàn các anh hùng bắt đầu đi đến. Và giờ hai bên cũng đã điều quân số với nhau. Rồi hai bên không nói nhiều liền lao vào chém giết lẫn nhau. Dù những siêu anh hùng có khởi đầu yếu thế hơn, họ luôn bị chúng đánh đập một cách không thể chống cự. Nhưng với ý chí kiên cường và quyết tâm trả thù, họ cũng đã đánh bại từng tên tội phạm một. Sát muội cũng đã đánh bại mụ đàn bà Tomboy. Còn Kick-Ass đã giao chiến với chim đen lên đến tận sân thượng. Kick-Ass đã đánh ngã hắn ta văng ra bên ngoài tấm kính đã vỡ. Sau đó hắn đã bị rơi từ sân thượng xuống bể cá bên dưới. Tuy cú ngã không làm hắn chết nhưng hắn đã bị con cá trong bể tấn công. Những anh hùng còn lại cũng đã khống chế hết bọn chúng và họ đã thành công tiêu diệt băng đảng tội ác lớn nhất thành phố. Mọi người vô cùng tự hào về sự dũng cảm của Kick-Ass. Nhưng đây cũng sẽ là lần cuối họ làm anh hùng vì nó quá nguy hiểm. Và giờ họ cũng đã cùng nhau quyết tâm không trở thành anh hùng nữa. Nhưng giờ sát muội cũng sẽ phải rời xa thành phố này vì cô đã giết quá nhiều người và đang bị cảnh sát truy nã. Sau đó cô đã trao cho Kick-Ass nụ hôn đầu rồi rời đi. Hôm sau cảnh sát cũng đã đến phòng của sát muội để khám xét, nhưng cô đã rời khỏi đó và đang trên đường đi đến một nơi xa. Đến đây bộ phim cũng đã hết và cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình và hãy cùng chờ đón những bộ phim tiếp theo của mình nhé. Bye bye. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye.